Xin chào mọi người, lại là em Nguyệt đây. Và ngày hôm nay thì em sẽ nói về cái chủ đề mà mọi người đang thắc mắc rất là nhiều. Thì có một số cô chú và anh chị em đã đoán được là team em Nguyệt đã quay bằng cách nào. Và để có được những cái thước phim đẹp như vậy á, công lao lớn nhất không phải thuộc về camera mà là thuộc về tất cả các thành viên của nhóm. Ta nói cái đoạn đường của Vũng Tàu khúc này nó đẹp kinh khủng, nhưng mà chạy xe đạp cũng biết mệt chứ bộ. Khúc này là em thở bằng miệng rồi nè. Trời ơi, không nhờ có cái xe bán tải của ông anh thì làm sao em rê được cái xe đạp xuống tới Vũng Tàu. Các bác cứ bảo là thấy tội nghiệp cái xe đạp, tội thì cũng tội thật nhưng mà thôi cũng kệ đi. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cho em cái lời khen về vóc dáng mẹ hai con của em nha. Nhưng mà em cũng đọc được khá nhiều comment nói rằng là em bóp eo và dùng áp. Thì nói chung là các chị muốn nói sao cũng được, em cũng bình thường. Bình thường là bởi vì các chị chưa gặp em ở ngoài đời. Các chị mà gặp em ở ngoài đời là các chị sẽ thấy em còn nhỏ hơn cả trong video nữa cơ. Nhưng mà nói gì thì nói, đã là mẹ hai con thì cái bụng nó sẽ khác hơn với những người mà chưa sinh. Đấy, bây giờ em cho các bác xem một đoạn cam thường của em nha. Thật ra là cái cơ địa của em có thể may mắn hơn nhiều chị là em không bị nứt quá nhiều ở vùng bụng. Nhưng mà không nứt nhiều thì cũng phải nứt ít, chứ đâu phải là thần thánh đâu mà không có nứt. Em mang bầu 2 lần lận mà. Và nói chung là các chị làm sao thì em y các chị thôi. Các chị đẻ xong các chị dư ký và cái bụng nó nhăn nheo sồi sề thì em cũng y như thế. Và cái đợt đấy thì em giảm cân bằng cái cách ăn uống khoa học và cho con bú thật là nhiều. Cho nên là bây giờ bước ra đường mà em thấy chị nào gầy đẹp là em biết cái chị đó là đang yêu thương bản thân mình rồi đó. Còn các chị nào mà đang bị dư cân đó là do yêu chồng nhiều hơn thôi, chứ không phải là các chị không muốn làm đẹp đâu. Và bởi vì khi mình yêu thương bản thân mình thì mình mới chăm chút đến cơ thể của mình. Đó, khúc này là hậu trường cái bụng của em kìa. Tuy là em ốm nhưng mà cái da bụng em vẫn có mà. Cho nên là những cái chị nào mà hay nói em là dùng áp bóp eo đâu thì hãy bước vào đây coi đi các chị ơi. Dừng. Chân hơi gầy hả? Nhớ xóa gầy không? Nhưng mà có gầy cỡ nào thì gầy cái bụng dưới nó vẫn bự nha. Mà em thấy chị nào cũng bị chung phải mình em. Và như trong video thì các bác thấy cái bụng dưới của em khá là ổn. Cũng là nhờ thạch dứa, cà phê với là lụ đấy. Em sử dụng em xuống được 5 cân và em bán đến bây giờ công ty chuyển qua cái dòng lụ và cà phê nha. Cho nên là các bác đừng thắc mắc tại sao em bán giảm cân. Trời ơi, em phải giảm được cân thì em mới bán chứ. Mà cái dòng cà phê trên tay em cầm là dòng cà phê sữa hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng, chứ không phải là dạng thuốc viên nha. Nó uống y như cà phê sữa ấy. Đấy, cho các bác xem cái cam thường của em nha. Em không có bóp eo một cái nào nha. May là tìm được cái dòng cà phê với lụ này thì cái bụng dưới của em nó giảm đi khá là nhiều. Bụng khá là ok nha các bác. Cho nên là những cái chị em nào đang có cái nhu cầu muốn giảm mỡ bụng hay là muốn giảm ký vùng bụng hay là muốn giảm ký toàn thân, các bác cứ liên hệ với em Nguyệt nha. Từ bữa đến giờ là chị em nhà mình hóng hình của em đúng không? Bây giờ thì em sẽ cho các bác xem cái bộ hình của em nha. À, từ từ để em chụp vài tấm với thạch lụ hẳn. Cái thạch lụ này thì cũng ok nha các bác. Riêng thạch lụ này thì nó có thêm collagen giúp cho các bác vừa giảm cân và đẹp da. Rồi bây giờ em mời các bác xem bộ hình của em chụp ở Vũng Tàu nha.